Kính chào tất cả các anh em đã đến với kênh Review Audio. Hôm nay em lên một siêu phẩm mâm than cho các bác chơi Tết. Chiếc mâm than mới về từ Nhật, vô cùng đẹp luôn, đến từ thương hiệu Yamaha GT2000. Đã là dòng mâm than VIP và điều đặc biệt là chiếc này mới lên đến 99%. Dòng này thì thỉnh thoảng em cũng có hàng, nhưng mà đây là một chiếc mà về mới nhất trong tất cả những chiếc mà em đã giao lưu. Bởi vì nó lên tới 99%. Đây là dòng mâm than rất là khủng, với một cái size thiết kế lớn, chiều ngang lên đến là 545. Các bác có thể nhìn thấy này. Đó, gần như là cái chiều ngang này nó chiếm trọn cái mặt kệ luôn. Đó, cực kỳ gấu. Chiều cao là 230 nhá. 230. Đó, rất là cao. Và cái độ sâu của máy là 395, có nghĩa là khoảng độ 40 phân. Đó, nhìn rất là hầm hố, cực kỳ gấu, rất là chất. Và các bác có biết không, cái dòng này nó nặng lên đến 28 kg, gần 30 kg, gần 30 cân ấy, cho một chiếc mâm than phải nói là cực kỳ gấu. Nắp mica sáng choang, và các bác lưu ý là nắp mica zin nhá. Mica zin cho nên là còn có những cái chân này, cái chân này, chân zin này luôn này, các bác lưu ý cho em. Vì những cái dòng này ấy, thì thường cái mica nó rất dễ bị vỡ khi mà vận chuyển từ Nhật về. Và khi bị vỡ thì chúng ta phải làm lại mica thì nó không còn được zin. Hoặc là theo thời gian cái mica này nó sẽ bị ố vàng, nó sẽ bị súng màu. Nhưng mà chiếc này là mica cũng zin đét, mới cứng, trong veo, sáng choang. Còn những cái chân đế hết, tất cả là chân cao su nhỏ này, nên là khi chúng ta để xuống thì nó êm và nó không làm chầy cái mặt máy. Phải nói là tuyệt đẹp. Em đã nói rồi, mới 99% mà nặng 28 kg thì các bác nó biết nó khủng cỡ nào luôn. Nó rất là khủng và được kết hợp với hai cái màu không bao giờ lỗi thời. Phải nói là hai cái màu mà trường tồn mãi mãi cùng với thời gian. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hai tông màu trắng và đen. Để các bác có thể thấy. Với một cái bệ rất là dày dặn, chắc chắn, to, gấu, VIP. Và một cái mâm mà bên trong này là mâm bằng nhôm đúc nguyên nguyên khối nha. Và cái mặt mâm ở bên trong này nó quá là gấu và rất là to, các bác có thể nhìn thấy nha. Bởi vì thông thường ấy, cái mâm này là nó chỉ to bằng cái phần đĩa này thôi, mà cái mâm này nó sẽ to hơn cả cái phần đĩa như thế này, là các bác biết là nó chất và nó gấu cỡ nào luôn rồi. Nó rất là gấu luôn. Tất cả nó chỉ có hai màu là trắng và đen. Mâm trắng, cần trắng, những cái núm nút điều chỉnh này tất cả là trắng hết này. Em sẽ chi tiết cho các bác ngắm. Cái máng này là cái máng của Pioneer nhá. Và cái máng cũng là mới tinh hết. Máng cần các bác có thể nhìn thấy là mới ánh kim luôn. Mới ánh kim luôn. Em quay giữa ánh đèn nên nó hơi lóa một tí. Nhưng mà em đã nói nó là mới 99% là các bác đủ biết là nó đẹp như vừa xuất xưởng luôn rồi. Đó. Đẹp như vừa xuất xưởng luôn các bác nhá. Này. Nếu bác nào ở gần thì có thể ghé thăm 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm thực tế, thì các bác có biết là nó mới dã man cỡ nào. Dòng này thì máy này đang được gắn kim xua, kim xua thì các bác biết rồi, một cái hãng đình đám, hãng rất lớn. Và model của cái kim xua này nó là M44G. Các bác có thể check giá chiếc kim xua này, thị trường bán lên đến là 7-8 triệu luôn. 7-8 triệu mình cái kim nha các bác nhá, chứ không phải là bao gồm máng hay cần gì đâu, mình cái kim thôi. Nhưng mà tất cả là đi theo bộ cho nên là em để cái giá rất rất hợp lý, giá rất hợp lý. Mới tinh hết, ken sà beng hai tốc độ 33-45 này, các bác có thể thấy này, tất cả là mới ánh kim 99% như vừa bóc thùng luôn. Đây là nút chỉnh tốc độ 33-45. Còn bên này là một cái nút tắt mở, start stop. Đó. Quá là đẹp luôn. Phần mâm tất cả mọi thứ là sáng choang hết. Bây giờ em sẽ quay cái mặt phía sau một chút, sau đó em quay lại em test cho cả nhà cùng trải nghiệm chất âm nha. Mặt phía sau các bác có thấy là có một cái dây kết nối, dây tín hiệu rất là to luôn. Đừng nhìn nó là phải là dây zin xịn theo hãng, theo máy thôi. Đây, trên dây nó có chữ Yamaha luôn các bác này. Đấy. Dây rất là to luôn nhá. Rồi bên này chúng ta cũng có dây nguồn zin này, to đùng này. Đó,
to vật vã luôn. Yamaha GT2000, các bác lưu ý là điện 100V made in Japan này, hàng nội địa của Nhật. Đấy, em quay rõ số seri luôn nhé. Tất cả những chiếc em bán ở trên review audio thì nó chắc chắn nó phải là hàng từ Nhật về chưa dùng tại Việt Nam. Và đó là lý do mà em sẽ quay rất là chi tiết các cái trước sau trong ngoài, cũng như là đặc biệt là số seri, để không bị trùng với bất kỳ một con nào hết. À, các bác lưu ý ha. Hàng em bao zin đét 100%, bao từ hàng Nhật về chưa dùng tại Việt Nam. Đó, tất cả là đẹp như mới. Bây giờ mời các bác cùng trải nghiệm chất âm. Nếu có thể thì các bác nên đeo tai nghe vào để thưởng thức một ca khúc của cô Khánh Ly, bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất nổi tiếng, Một Cõi Đi Về. Tiếng rất là tốt trên siêu phẩm mới tinh 99%. Cái phần kim su này còn đầu chụp tất cả mọi thứ hết nha các bác nha. Rồi, em mời các bác cùng lắng nghe này. Đây, chúng ta sẽ mở nguồn ở đây. Bật máy lên. À, nó sẽ chớp chớp chớp. Khi nào đèn nó hết chớp thì nó sẽ quay đều. Thì chúng ta sẽ hạ cần xuống này. À, hạ cần xuống. Các bác có thể thấy là cái chất lượng âm thanh thì không cần phải bàn, bởi vì với một cái bộ mâm rất là khủng, dòng VIP và tất cả lại còn mới tinh 99%, thì chắc chắn nó sẽ mang đến cái chất lượng âm thanh vô cùng sắc nét chi tiết. Đương nhiên là khi mà em quay bằng điện thoại và các bác chắc cũng nghe bằng điện thoại thì nó chỉ là cảm nhận phần nào thôi. Rồi, các bác nếu có thể nên ghé thăm 104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp trải nghiệm cái chất âm, cũng như là người ta ngắm bên ngoài cái máy nó bề thế và nó mới tinh, thì các bác sẽ thấy cái sản phẩm nó thật sự là điểm 10 cho chất lượng. Các bác ở xa có thể gọi qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo là tốt nhất để chúng ta trao đổi được tiện ích hơn. 0916 950595. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Các bác ghé thăm thì cho em xin một đăng ký kênh, cho em xin một nút like nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại.